Còn em xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng, em ăn xéo Bách Hóa Xanh ha. Anh nào có lên đây thì cho em hay trước ha. Đó. Em không có ở trung tâm Cần Thơ mà không có ở Cờ Đỏ nha. Em chỉ ở cái huyện của Cờ Đỏ thôi. Em ở xã Trung Hưng, chợ Trung Hưng. Hôm nay em lên lô cưa 13 cây. Lô VIP nha mấy anh. Trong đó có 4 cây tay cột, còn bao nhiêu loại là cây tay dài hết ha. Lô chữ B nha. Cubana 3 con số 3, cực kỳ đẹp. Đó. Kyogit 355, Singu 351, Kyogit 3611. Đây là cái gì ta? Hitachi 35, tay dài. Makita 3 con số 3, rất đẹp ha. Cái máy này là vừa có trợ lực nha mấy, có thắng xích đó nha. Đó là trong đây là một số cây thôi nha mấy. Tôi sẽ giới thiệu cụ thể. Ryobi tay cục, Tanaka tay cục, Makita tay cục, cái này là gì ta, Hitachi tay cục, còn cái tem này đẹp như mới luôn ha. Makita ha. Đó, ba cây là mỗi màu một vẻ nha. Anh nào thích cây nào mình coi đón xem giùm em. Đó, máy hôm nay là 2 triệu trở lên nha em anh. 2 triệu 2 triệu 1, dân dân chánh 3 triệu 3 triệu 2 2 triệu 9 gì đó. Máy mà em báo giá đây em sẽ bao ship tới nhà kèm theo 4 món phụ tùng, là có một cái ép lam, một cái tiếp mở bugi, một cái bugi và một cái cây dũa nha, đầy đủ cho mình luôn. Rồi tới chỗ thì được nhận hàng, nổ máy mình mới thanh toán ha. Mấy anh xem cho kỹ hết chút máy nha. Nhà này em bị khai thác cắt cỏ rồi, chốt cho đã về chơi công suất nhỏ, em sợ mấy anh luôn. Rồi mấy anh đặt hàng thì vui lòng liên hệ giùm em số điện thoại là 0913136620. Số này có Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha. Ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc. Đặc biệt là thời gian tới sớm thì bưu tá họ sẽ giao sớm, nhiều khi 3-4 ngày tới họ giao. Và mấy anh đợi trong vòng 7 ngày giùm em, nếu không nhận được hàng em bắt đầu hối bưu tá giao cho mình ha. Đó, không lấy cọc mà kèm 4 món nha. Được xem hàng nổ máy trước khi nhận. Cái này em có bán nhớt cho anh, nhớt 2 thì bình này 1 lít 100 ngàn. Tỷ lệ xăng có nhớt thì pha dùm em 1 lít xăng 40 hoặc 50cc nhớt 2 thì. Cái bình nhớt em bán đặc biệt nó có cái bình nhỏ bên hông cho mình lượng anh. Mà anh bóp vậy nè, là nó qua xăng vô đây, nó qua nhớt qua đây, là mình lượng mà anh pha. Đó, mà anh mua máy mua nhớt thì em bao ship cho mình luôn. Đó. Rồi bây giờ em sẽ vô cây B1 đầu tiên. Nhớ xin cho em xin nút like, kèm nút đăng ký kênh nha em anh, để anh em mình tương tác tốt ha. Rồi, ba tắt 2 nha em anh. Giật cái này cho gan tay á. Ryobi 29cc 35 ly, 2 triệu 1, cây man B1 nổ rất giòn, chạy rất khỏe ha. Cây này nó rất là gọn nha, và đặc biệt là nó có giữ ga luôn em anh ha. Bóp ga nè, giữ ga thì mình bóp vô, bấm cái này vô giữ ga lớn hoài luôn, là tí việc mình chỉ tập trung vô mình cắt thôi ha. Ngon lành cành đào luôn nha. Đó, bắt nè. Rồi, có nắp xăng, nắp dầu, xăng pha nhớt luôn nha mấy anh. Mấy anh á, khi mấy anh thử máy, mấy anh coi kỹ giùm em nắp nào nắp xăng với nhớt, nắp nào nắp nhớt nha. Trời ơi, nhiều anh xuất xác. Nắp này á, thì đổ qua lộn qua, nắp nhớt thì đổ nắp xăng, nắp xăng thì đổ nắp nhớt. Thử mấy em chạy để thừa bên em đó. Bởi mình coi mua hàng trên mạng mình cũng phải nghiên cứu cho kỹ nha mấy anh, hả, chốt đơn nha. Em bán thiệt tình không chứ em không có bán giả dối đâu nha. Em mặt tiền nữa nè, máy rất đẹp ha, cực kỳ gọn luôn. Đó, để tỉa cành nè, các cây gia đình mà mưa gió này giông bão ngã nhánh rồi, để mà tỉa nhánh sơ sơ rất là êm. Rồi 2 triệu 1 cho B1. Em sang B2, Tanaka. Ba tắc 3. Là 35 ly nha, 2 triệu 3 nha mấy anh. Mẫu mã còn rất là đẹp ha. Made in Japan luôn nè. Đó. Rồi le này le tự động nha mấy anh. Đóng le nè. Ha, lên ga.
À, nó nhảy cái le vô, le tự động luôn, không tắt nè. Tầm 4kg ngoài ha, 4kg, 4kg ngoài. Rồi, Tanaka 28cc, em mới test máy nổ cụ thể đó nghe anh, 2.3 cho B2. Rồi, sang B3. Cưa bộ lai khỏe ha. Gọn nhẹ. 4 tắt nha mấy anh. Rồi, cái này có khóa xích ha. Em nó bảo dẻo lắm anh thấy không? 34cc, 36 ly, 2.4 nha, B3. Đó. Làm ngon lành cành đào ha. Cái làm có chữ Makita luôn. À, màu xanh nó tay cục nó rất là đẹp. Đây tay em còn luôn nha mấy anh. Makita. Đó. Đặt tiền nè. Đó, mấy anh muốn xem máy kỹ cứ các bạn Zalo giùm em. Cái này đặc biệt á là nó cũng có giữ ga lớn luôn nha mấy anh. Em bóp cái này lại. Đó, lại lên ga lớn mày luôn. Tập trung như mình cắt thôi. Cái này nó sẽ nằm ở đây. Đè này không có tự động rồi. Rồi đè xuống nó mới xuống ha. Rồi B3 36 ly 2.4. Máy cưa thì mình khởi động cũng như máy cắt cỏ vậy đó ha. À, đổ xăng hoa nhớt vô, bóp vú xăng. Xong rồi cái mình đóng le thì bằng cách là mình kéo cái này lên. Cái này là cái le của nó nè. Đó. Rồi xong rồi mình giật, giật hai ba cái nổ nổ gì hạ cái le xuống, nổ rồi thôi, không nổ thì giật nữa. Ha, giật cái hai cái nó nổ bắt đầu mình lên ga thôi. Rồi, xích còn rất là dày ha, ngon lành luôn. 2.4 bao ship tới nhà, 4 món đi kèm. B3, em sang B4. Ba tắc 9 nha mấy anh. Gần 4 tắc ha. Rồi, cây này ưu việt ha, giật giật có trợ lực, có thắng xích đó, có sữa gỗ nè. Cái làm nó còn chữ Hitachi luôn, rất là đẹp nha mấy anh, mặt tiền đó nè, quá sáng luôn nha ha. Cái mẫu này nhìn đã mắt chứ nè, à, tem nó còn luôn ha. 35cc, 2.6 nha mấy anh, ra bớt xịn sò luôn. Hitachi nha, hai màu cam rất là đẹp. Rồi, à, mấy anh chốt cây này nhớ giùm em là B4 ha. Rồi cuối cùng cây tay cụt em sang cây B5. Ba tắc 8 nha mấy anh. Giật á, đè xuống nó kêu nhưng mà nó không có thắng xích nha mấy anh. Đây, cái xích cái cường rất là đẹp ha. Makita. Công tắc này nha. Mở nè. À, nắp xăng, nắp dầu, lốc máy cường rất là đẹp ha. Tiền nè. Có sữa gỗ luôn nha. Chắn bụi luôn, 2.000.000, B5. 2.000.000 bao ship tới nhà, 4 món đi kèm ha. Rồi, em sang B6. Makita ha, 335 nữa. Ba tắc 8. Zin luôn hết ha. Đây Makita. Made in Germany, anh thấy không? Đức nha. Tiền cũng rất là đẹp, tóc mát là sáng luôn. Đó, sữa gỗ nữa ha. Rồi 2.000.000 cho B6 nha. Rồi em sang B7.
Rồi 3 tóc 8 y gan nhau hết hả man. Ba cây nó chỉ khác màu thôi, thích màu nào chốt màu đó nha. Cây màu xanh này nó không mượt rồi, em không like nữa nghe man. Rồi coi như qua 17, 18 Makita ha, 33 Bia 33 3 tắc 7 nha. Quá đã. À, xích này xích mới hay vậy mày? Xích mới hay vậy? Mới. Sao đẹp dữ thằng hả? Xích mới nghe mấy anh, làm thì làm jean ha. Quá đã, nhìn gì vậy? Đó, mẫu này rất là đẹp nha mấy anh, nhìn bộ thối thấy đủ tiền ha. 2,4 triệu cho B8 nha. À, mà kỳ thật lâu lâu em mới lên lưu cưa nó chắc như vậy ha. Anh nào mà mua máy của em rồi là biết rồi đó. Mình đặt này mình săn cưa thì mấy anh chưa xài, mấy anh cũng mua cây để dành để mình có không có nhiều tiền hết đó. Để nhiều khi kiếm hoài không ra cái cây mình ưng bụng đó. Giờ cứ được thì chốt đi, mẫu này nhìn nó sắc sảo nha. Rồi cái này nó có giữ ra luôn nha mấy anh, bóp cái này vô ha. Mình bóp ra vô, mình bóp cái này vô buông ra ha, có giữ ra lớn luôn. Công tắc thì công tắc mới nha, tắc kia nó rất tiêu rồi đó. Có tiền đây rồi, quá đẹp quá đã. Rồi B8 36 ly 2,4 triệu nha. Đi sang B9. Bốn tắc. Nổ quá, bốc quá đã ha. Đó. Làm jean Hitachi luôn ha, máy jean 35cc nha. 2,4 triệu nha mình B9. Đó. Đây mặt tiền đây, chụp giật đây. Ha, công tắc nằm đây nha. Màu cam khói màu đen ha. Đó. Em quay rất là kỹ lưỡng rồi nha. Anh nào muốn xem kỹ thì mình kết bạn vô luôn cho xem kỹ, còn không thì gì cứ việc chốt đi. Máy là sao là ở ngoài luôn vậy nha. Đó. Rồi xong cưa B9 2,4 triệu. Em ơi. Ba tắc 9 nha. Có trợ lực nha, giật giật trợ lực siêu nhẹ giật nha. 36cc nồng 40 ly 2,9 triệu cho BM nha mấy anh. Có thắng xích luôn ha, xỉu gỗ luôn đó. Làm zin xích zin nha mấy anh, zin vít echo ha. Đó, echo dòng này siêu tiết kiệm xăng nha, máy zin 100% nha, công tắc nè. Đặc biệt nồng đứng nha. Rồi, BM 2,9 triệu. Em sang B11 Singu 3 tắc 9 nha. Máy nghe nó nổ nghe giòn tan hết anh. Đó. Japan Singu Soko Japan ha. Lắp zin xích zin hết. Cái này áo này không nhôm nghe mấy anh ha. Có giữ ga lớn luôn. Công tắc nè. Cái le nè. Đó. 351 luôn nghe mấy anh ha. Máy này cũng còn rất là đẹp. Rồi có sỉ gỗ luôn ha. Rồi 2,9 triệu cho B11 nha mấy anh. Đã dài ha. Rồi. B12. Kivit. 3 tắc 9, 4 tắc. Làm quá đẹp.
ưu việt ha, chụp giật trợ lực siêu nhẹ giật 35cc. Le thì le đỏ tự động nha, le cam tự động, có đóng ra bên ra nhảy mở le ha, có thắng xích luôn ha, nồng đứng đó. 3,2 triệu cho B12 nha anh, 36 ly. Mẫu này còn rất là đẹp ha, đẹp như đập thùng luôn nha, bắt in ra ba luôn này nha anh, 355 nha, nồng đứng luôn đó. Xích còn rất là dày dặn nha đó. La 15 zin luôn, máy zin cho phần trăm, 3,2 triệu cho B12. B13 Q333 Q3A 3 con số 3 làm 3 tắc 8. Rồi cây này á, là Huwana ha. Mấy anh nào kiếm hệ này thì làm giùm em. Tay dài mà làm rất là đồng thanh đồng thủ luôn ha mấy anh. Quá đẹp cho cây máy này luôn. Đó, Huwana. Đó. Tắt mở là nhìn rất là chắc ha. Cái này nó có thắng xích nha mấy anh. Huwana. Đây dập chiếc Huwana nè. Nhìn đã rồi ha. Đó. Rồi anh nào chốt cái này nhớ giùm em B13 35,2cc 3,5 triệu nha, 39 ly ha. Rồi 3,5 triệu cho B13. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.